hả? Quá. Đâu. Ủa. Ừ. Ủa, bự không nha. Ừ. Đi ra đi ra. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhàng. Bự. Ra. Quá trời cái chê. Cái chê đang xì. Giờ thì mấy anh em với chị cũng mới tới địa điểm rồi cả nhà. Điểm cũ nhưng mà trời mưa quá trời luôn. Cái đồng này bữa nay xạ mau hết luôn. Hết vắt ếch được rồi. Thì được 6-7 hôm rồi đó. Chua cũng lên được cách thất rồi. Dạ, gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục thì em với Lụ với hai cháu với chị đi cắm câu cá tiếp tục. Giờ thì tiến hành móc mồi cả nhà. Bữa nay câu mồi dung. Dung là thường thường là cô chú gọi là con trùng đó cả nhà. Trùng nó nhạy hơn dế. Mình câu chối với anh luôn. À. Màu chối với ghê luôn. Màu đỏ là màu hy vọng. Xem nó màu mè chê. Mà mình dễ thăm nó hiện á, nó không sót. Đúng rồi, có mình đi gọi dễ thấy nữa. Ừ, dễ nhìn đó. Mình gọi sơ qua là thấy màu đỏ đỏ là của mình đó, cần cái đó. Cái gì câu dễ thấy. Dạ. Cô em với cô Tí thì cắm hai kênh kia. Em với Lụ thì cắm kênh bên đây. Chia ra ba đội. Coi thành quả tối hôm nay ai nhiều nha. Thử ba cha con thử ra thành quả được nhiều hơn nha. Cố gắng nghe cô Tí, kiếm như nào ngon cắm rồi con. Cho nó chọn trước luôn á, cắm cái kênh nào trước á. Hành trình đã sẵn sàng bắt đầu chiến đấu. Đã sẵn sàng hết rồi. Giờ này nắng quá trời nắng luôn cả nhà. Mưa ha. À. Mưa rồi. Giờ đi kiếm được kia. Vị trí này quá ngon rồi cả nhà. Trên này quá ngon luôn. Đây cắm dài ngoài đó. Cái khúc trong đây ngon quá ha luôn. Trời, sâu quá chị. Thấy khúc này là thấy mê rồi đó. Giấy điểm này chưa trúng chừng 15-20 con vậy ha. Không, bữa nay có mưa lai ra này thấy cái bể nào cũng trúng trúng bánh à. Hôm bữa cũng nhiều lắm chứ, hôm bữa mấy cũng mấy kilo. Bữa nay thì hơn gấp đôi bữa rồi. Để bữa nay trúng đây các nhà ơi. Bữa có chúng mà bữa nay ngon hơn hôm bữa. Chiều buổi chiều hàng hôm xuống rồi nè. Khúc này mò dính cá chắc là bự lắm nè. Ở đây ngon, đi mà. Rồi, bún như đặt lộp chứ ta. Đó. Đi đặt lộp cá bóng là gì không đó. Uống rồi bọc nha. Mỗi giò không chạy. Đuối rồi. Lội từ trong nhà chân trắng tuốt trong kia đi ra đây cái nhà. Cắm về vô. Tại vì bị ngược cái mặt trời á. Mặt trời ở phía sau sôi tới. Cái đồng này thì giờ cô chú đồ xả hết rồi nha. Mới bắt ếch đây mà giờ xạ rồi mau, mới cách có một bữa. Cái lóc bự anh Lũ ơi. Ở đây cắm mùi ngát cũng ngon. Khúc này nó sâu hơn. Ủa, chưa chân cá táp ha Lũ. Chưa chân cá nó táp rồi ha. Ngon quá, không mà mé đây thấy im nè.
khúc trong đây vậy là quá im luôn à. Ngon hơn, ngon hơn ngoài kia nhiều. Ừ. Chắc nghe. Cái lóc bông của cô Tí hôm bữa đó. Kéo mất cần hết 2-3 cây á. Ừ. Hôm bữa mình mất mấy cây luôn á, nó kéo tại nó cống nhẹ lắm. Cống cạn á. Chiều nhìn đẹp quá trời luôn á. Nếu cần nữa rồi. Thấy nước bột đêm nay bỏ ngon á, chiều nữa nước này ngon rồi đó. Chiều là chiều qua. Nó bu quá, quá trời bu luôn rồi đó. Bu hết hồn chịu hết nổi à. Rồi trong mồm. Rồi trong mồm ngồi lại. Đã một cái kia kìa, cái kia thánh. Cái cột ở dưới kìa. Nhưng mà đi mà đi nha ông. Rồi phải. Cột ở dưới kia kìa. Ừ. Giờ tiếp tục mấy anh em đi thăm câu cá cả nhà. Ngày này cũng cấm nay cũng hơi lâu rồi. Rồi dính ếch. Đi lên cỏ á chị. Hay lại gặp con dây màu đỏ nó sợ không? Cháu nha. Đây đây cái này víu nè, à. Đây đây giống vậy nè, đó đó. Cái chê cái chê. Víu víu víu. Ô cái chê bự, chê bự. Nãy mình đi mình quên nó giật. Này víu nè. À. Ra con ra con. Ui ui. Đó, con đầu tiên. Cũng được. Một cái chê cái này nó ú rồi ha. Ừ. Có trứng. Trứng rồi. Bụng trong bốc. Hết sợi. Quá ngon. Trứng. Tiếp tục thả mồi lại. Từng này hồi dính nữa. Đó dính hàng khủng quá. Từ từ tới rồi có hàng khủng rồi đó. Khúc này là khối vàng hết rồi. Lên hàng con đầu tiên. Quá im. Khúc này là khó. Ôi ô, cá nhảy xuống kìa. Cá gì vậy? Cái chế, cái chế. Ôi ô, cái chế. Ủa còn, 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 còn. Ờ, à, xuống rồi, xuống rồi. Thôi, hỏi nó ăn, con mình xảy lên con rồi kìa. Đây ra lấy mùi không? Ừ, cấm ngay đường nước rồi anh lụ. Giờ, giờ qua đây nè. Cấm ở đây nước, nước chảy thì sao, sao cấm? Không, nó chảy, cá thấy mồi. Ừ, câu mình xảy lên con. Vậy bây giờ câu đó. Vì cá lên đường nước đó anh lụ. Nghe cái chỗ nước rồi. Xảy con này, ta bắt lại con khác. Giờ không dám bật đèn lên. Ôi con bự nó hiểu rồi. Hả? Quá quá. Đây nè, đây nè, đây nè, có đó. Ồ. Có đây nè. Ồ, vô 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 vô. Thằng khủng, thằng khủng. Quá rồi. Quá trời à, quá trời cái chê à. Ủa cái chê nó bự, nhẹ nhẹ thôi, rồi vô vô. À. Đã. Ừ. Thôi. Con nào mới nú. Ừ. Vô vô. Cần thiệt. Mới tắt camera không dám bật độ sáng sợ bao không bu nè.
quá nhìn cái kê con nào nó bự với nhau. Con nào nó mập anh nói mùi thôi. Có lý à, có lý ông nó dính thưa thưa đây mà con nó chắc con ha. Con nào nấy uống nu luôn, tháng này đủ mồi á luôn. Béo con mưa ba cái con bùa hông mà con vé. Nghe không, chỗ này em nói thằng khủng. Em nói không sai được ta. Lùng chỗ lý tưởng quá mà. Vô vô. Ngon hả? Tới đầu mày làm thêm con nữa. Hả? Chê hả? Ừ, dính nè. Vô vô vô, kìa kìa. Phá đã cả nhà ơi. Nhỏ một tí. Nghe không, ngay mấy cái đường nước nè. Nó dính cây đó nghe con. Dính chứ, ê, nó dính gốc rồi, dính gốc rồi. Quá cho bùa hông nữa nha. Rồi, xảy rồi. Vuột rồi. Hả? Có dễ cứu vậy? Hả? Xuống rồi. Ê, đây này chặn bông. Chặn luôn. Kìa, ồ, quá bự rồi. Thanh, luôn lên này. Ừ, đừng làm đục quá. Hai con, con lên nè, Thanh còn lên đó. Đó, đây này, dưới này còn. Không, dưới đèn con, trên đó con. Ờ, cho xuống đi. Chặn trên đây nè, nó nhỏ lên luôn. Ấy á, con này ra. Con này ra luôn nè. Vô rồi, lưu lại phải không? Ừ. À, Thanh đi chơi. Ui. Đây nè. Chối. Vô rồi. Ủa đó. Ê. Khoan. Từ khoan. Đâu rồi. Nè, nó đây nè. Không, hồi nãy nó vô. Còn nữa đâu, ba con lận. Đó, con lỗi nè, đùa cho vô cái này anh. Ừ, chú ơi, vừa ấy vô nó. Cái con này con bị dính cọc vậy đó. Ê. Nước hơi đục quá mình động. Rồi, khoan cầm đi con, cầm đi con. Còn hai con nữa. Con nữa không, con vô đây vậy. Vô chưa? Ôi, vô con luôn. Vô hai con, ôi. Ui, quá đã rồi. Cá này còn lên nó hiện vui. Hồi nãy lên chảnh nhóc rồi đó. Có lên đó, hồi mình đi vòng đi trên nó. Đi thăm con, hô phan, đừng động con. Mà hồi mình thăm câu rồi mình thăm sao? Thấy không? Quả trời ba cái chê rồi. Con kia xảy rồi. Vô mạnh. Thấy nước đục nó đây nè. Là cá này có lên rồi đó. Lên rồi. Rồi mình đưa nó mình gọi nữa. Quả im luôn. Con kia vuột rồi. Vuột rồi. Nè. Thanh này. Hồi nãy con cầm cái ấy á, con nhổ cái cọng con muốn lên là ồ cái chơi bự con này nè. Con thôi được 4 con đó, hả? Anh làm vụt luôn này, cá này hồi lên nữa, đang lên nhóc con, nó có lên rồi, nó có lên trên kia rồi, có lên trên đó. Rồi luôn, mang đi dép tới bắt cá rồi. Thanh dịch cái đó ra, Thanh dịch cho muốn ra cho cá thấy. Ồ, đứt dép luôn rồi. Ủa kìa. Ủa. Ủa, Thanh này. Bốn con rồi. Quá ngon luôn. Cá này có lên rồi nè, có lên mới. Có lên rồi. Lên dưới đó. Để nó chạy xuống đi. Quá ngon. Em. Nó có lên trên kia đó anh Lũ. Cái chè uống mềm ha. Hút là cá nhiều lắm nè, nó thâu rồi. Bùa hông quá trời. Cái đèn anh đèn vàng bùa hông nó không bu với anh Lũ. Hả? Quá hiểu quá. Ô, đâu. Ủa.
Ừ. Ồ, bự không nha. Ừ. Đi ra đi ra. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhàng. Ê, bự ra ra ra. Quá trời cái chơi. Cái chơi đen xì. Lâu năm rồi. Nó mập ú. Ừ, con nào mới mập. Bởi nó kéo yếu cận thiệt chứ. Vô. Như đĩa trâu vậy. Đen xì. Nó lười. Nó ở kia. Hử? Ừ, cái đường nước này có nè. Ừ, cái đường nước này nè. Đường nước mà mình không có đồ chặn mới được. Quá im. Đánh chú rồi. Lấy được hai chú hả? Ừ. Đây là con chú chứ. Lấy hết con chú. Chỗ này là hết hết bài luôn ha. Ừ. Ngon quá trời ngon mà. Đây là tắm là đúng. Đây phải có con bọng nhiều nhiều. Đường nước lên á. Mình nước lên nhiều nhiều mình cắm ngay là vô. Cái này à, mấy kênh này mà có mưa lớn là người ta thả nước xuống là cá lên nhiều lắm này. Ờ. Tại vì ở cá nằm ở trong cái lục bình này nhiều lắm. Tại nó chưa có đủ nước lên á. Ngày mưa mưa đám này là ngon luôn rồi đó. Mưa đám bự nữa. Ừ, mưa chừng cỡ 2 tiếng á. Là nước nó ngập ngập cái ống bọng này nè. Đủ nước đó. Ngập bọng này là nó cá lên cuộn. Không kinh rồi cả nhà. Thì nước thì có lên không? Ừ. Nước không có chảy xuống. Đục ngầu nè. Đây 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 đây. Hả? Hả? Dính cái chè kìa chè. Chè hả? Ồ đây nè đây nè. Ồ, à, cái chai bự nữa. Đó, thằng khủng đó đó. Kìa. Em à. Tỉnh á. Lời. Ui. Vô bự luôn, vô bự luôn. Quá đã. Đây đây đây. Lên 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 lên. Ừ. Phù hồng nè. Ừ, con nào nấy đang xì. Ồ, phù hồng quá rồi. Cái nào nó cũng mềm vô vô rồi. Cô Lý. Quả ngon luôn. Ngon. Quả lạ rồi. Có bự không á? Có bự không à? Đã biết mà biết cái đây là cá hàng khủng không thích này. Trên đây thì nó trong một bình á luôn. Ừ. Chú ẩn vô đây con nào nấy đen. Tại vì mấy chú này đi giác hàng nè. Ừ. Đi giác hàng á đen. Mấy con cô tí? Hai con cá chê, con cá phi. Hai cá chê bự quá nè anh Lũ ơi. Chê chụp bả. Ừ. Hai cá chê khủng nữa. Quá trời ngon rồi. Bảy đèn luôn thấy rồi. Tôi tí dính được hai cái chê bự nữa. Còn à, của cô nhỏ không biết à, như thế nào nữa. Đang đi à, qua thăm. té cái đèn sức ra ngoài luôn. Dữ thiệt. Nó vô keo không sao. Ê, 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 ê. Cần này. Thấy, ô, dữ lắm rồi. Quá. Thấy cừng này. Đâu rồi, đó. Cái gô. Hả? Gô. Gô hả? À, biết em thấy cái gô. Ủa sao nó kéo nó quýu quýu cần hả? Gô hả chị? Cái gô bự. Quýu cần chứ ha. Ừ.
Nãy tưởng cái chơi ăn khủng rồi. Rồi. Tưởng nó hàng khủng rồi. Hai cái chơi cũng một tí ngon nè. Cái phi nữa hả, với mấy cái gô nữa cô tí. Cái chốt rồi. Cái chơi nó bự. Kéo mất cần luôn. Mất cần luôn hả? Rồi không có nổi lên rồi. Rồi nó lôi đi luôn rồi vậy. Nó cầm nó nổi cần lên á. Cầm nó thiệt chắc luôn. Cầm chắc lắm. Để đứng nó bị bẻ. Hả? Cái gì cô tí? Có chê cái gì? Đâu đâu đâu? Ôi con nhỏ. Con cá chê. Ừ. Ủa cá chê, cá chê, chê. Mà dở. Chê hả? Chê, chê, chê. Dở nó không mừng. Để con hùa chứ. Ủa đâu rồi? Cái chê mai đi chắc. Ủa? Ôi còn. Hùa chắc thưa cái đèn rồi luôn á. Ừ, nhá. Thì vậy đau xương thế mình cứ cắn nhá. Cắn lắm á. Ừ. Ờ cái mép nó còn. Ờ hết sảy rồi. Lên. Đứt lên hả? Ờ. Đứt ra. Chết rồi. Hay quá. Không mồi đó. Không cắn đó. Ôi mà mũi mà. Ừ. 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 Mấy chỗ này ngon ha. Ừ. Ừ. Bởi hôm bữa anh lên cắm mất thằng nhỏ. Ừ. Em cắm dính nhóc luôn. Kinh lục bình cũng dữ mà. Cái lo cái chê hay gì nữa gì con? Gô mày hả? Gô mày bắt gô mày luôn. Cái này gô này trọng à? Gô này trọng á. Ồ, cái gô nó ngon. Ừ. Gô nó mập nè. Ừ. Hết hồn luôn. Gô đó. Gô này cô cá đã. Nghe mà chiên sầu á. Chiên giòn á. Ừ. Thì nãy cũng về tới nhà. Đuối quá đuối. Mà thành quả rồi cô tí. Thành quả chiến đầu tiên quá đậm luôn à. Chiến mánh rồi đó. Ừ. Nhờ nhau. Ừ. Đây mớ con đó mọc nữa. Quá im luôn. Được thêm con cắn lại nữa. Ừ. Chuyến đầu tiên của mình vậy là quá ngon, ok luôn ha anh Lục. Ừ. Khủng không? Ừ. Con chơi con nở bự bự luôn nha. Dạ. Ừ. Đây nữa nè. Đây cái chơi bự bự không luôn. Ừ. Con ngồng nó bự không? Ừ. Con này hết biết luôn rồi hiện. Ừ. Con nãy có con bự không anh thấy. Quá im luôn. Mình rộng mới đi anh Lụ ơi. Hả? Rộng mới là mặn nấu chua mới thôi. Dắt cái nồi nóc luôn nè chị ơi. Ấy con ơi nhìn ghê quá tí ơi. Uống luôn. Nó no. Thế quẹt đốt đó. Rồi rồi xong mẹ con. Chết rồi. Dắt nó bự rồi nè. Cho phi cái gô thấy gì ngon ngon hả anh Lục. Mà ngộ hả mùa này không có cá lóc ha. Không có là mùa này. Ừ, mùa này hả? Mùa này là cá chê là nhiều. Tới tháng tháng 10 á. À. Tháng 10 âm lịch á. Mùa đó cá mới cái gỗ cá phi cái lóc này. Mùa này cá chê. Mùa này toàn cấm toàn dính nha. Cá chê quá trời cá chê luôn. Tại vì mùa này là mùa đầu mưa đầu nè cá chê.
chín đầu rồi, chín đậm luôn cả nhà ơi. Đây nè. Đấy. Ừ. Đâu à? Quá cá tre à, hết thánh. Mới có chín đầu thôi mà nhiêu cũng thấy ok, ngon rồi hết luôn. Ngon á. Ừ. Quá hả thánh. Nó mập. Thế mằng mằng ấy cái tre mới đó. Thì dở lên cái cu tí. Ồ. Này đó coi. Ồ, ừ. Ừ. Cái này nha. Nặng không? Đó nó có 3 4 kg hả ha. Ờ. Đó có cá là ấy nè. Con nào lấy nè. Ồ, con nào lấy là cái nha. Nhé. Ừ. Thấy không, bự không? Ừ. Ông cho xíu đi. Xíu đi, bà chị cọc quá, xíu đi. Ông đó đúng không? Ông này chắc dùng bữa ăn nhảy quá lụ. Chắc vậy. Mũi quá trời mũi nè. Ừ. Giờ chị chiên cá trước. Giờ đèn này mất cái nút sáng rồi. Ừ. Này thì nấu canh chua ăn với bún nè, rau rồi chuẩn bị sẵn hết rồi, cà chua khóm mà ôm cái bột súng, mì súng khóm, đậu bắp, đậu bắp, rau cần, giá cà rồi, chung là đồ à, đồ luôn, đồ nấu canh chua. Có đủ thứ. Ừ, ngon. Đồ nấu canh chua có đủ thứ rồi. Cái này à, chiên trước hồi bỏ vô sao hết chị? Đó. Đó, ngon luôn. Ừ, cái bầy ớt nó kêu quá thì kêu luôn. Nhúng lửa lên chứ chịu hết nổi rồi. Mũi kinh khủng luôn. Đầu hôm mà. Ừ. Cá vàng hả chị? Quá ngon rồi. Wow, đúng lửa bập bùng luôn. Nó cháy cho nó đỡ mũi, bắt đầu gió đứng là đứng gió là cháy lên không kìa. Nghĩ đổi hướng này. Giờ đang nấu thì bếp ga nó bị tai biến hả lâu. Bếp ga giờ nó bị tai biến cả nhà. Giờ mấy anh em mình bỏ lên bếp than nấu cho nó sôi á, rồi bỏ rau rồi lên luôn ăn. Chứ giờ cái bếp ga nó bị sự cố rồi. Lũ ơi, lũ ơi, lẹ lên, tiếp tay, tiếp tay. Nghiêng cái củ bự. Đâu, nghiêng đâu. Không, cái củi bự nó lăn, anh dịch cái chảo thì để em sửa cái lại. Ông nói nó bị cháy, em sợ nó. À. Sợ nó ngã hả? Ừ. Sợ ngã hả? Lý do kỹ thuật. Giờ bỏ lên bếp củi này trước luôn cả nhà. Chứ bếp ga thì nó bị bị ảnh hưởng kinh tế rồi. Bị tai biến. Alo. Ngày mai đó đem đi chích mới được. Ngoài đem đi chích thuốc. Bị sự cố rồi. Giờ bỏ lên bếp than. Mình bỏ cái gì kìa. Cái cứng cứng mình bỏ cho chín trước nha luôn. Nó chín trước. Ừ, ngay cái này. Quả nồi canh chua dữ lắm rồi. Một xảo luôn.
mời cô chú anh chị dùng bữa với mấy anh em với hai đứa cháu luôn nha. Hôm nay không bắt được bầy ếch bên kia tiếc quá. Không có lấy đồ đồ cụ lại. À, không, mình không có đem đồ cụ theo. Cũng mưa ít đó hiện. Ừ. Ở dùng với chị. Ừ. Là canh chua này no tới sáng hôm nay luôn. Mà bữa nay chúng mánh bầy cá chê cũng thiếu liệt. Bữa nay là chúng đậm bầy cá chê luôn đó nha. Không mà lại tới cả 3-4 kg luôn á. Ừ. Giờ còn chập sau nữa coi mình thăm khá cũng khá khá cũng được. Chập này mình xương xương. Để nước chai ra nước vô nước bấm cái. Ý là bỏ nước thêm một tí nữa. Ngày này thấy vậy có lê quay phi rồi đó anh Lũ. Màu ha. Ừ. Lê quay phi rồi. Rồi xong. Rồi vô. Mời cả nhà dùm buổi tối với mấy anh em luôn, mấy anh em luôn luôn nha cả nhà. Mời cả nhà. Sao anh Lũ? Đã Hiện ơi. Ngon á. Không mời ông bà có tiếng gì bún. Đầu bếp nồi canh chua này ăn này ghiền hoài luôn. Ăn nó bị ghiền á. Quá. Wow. Cá rồi ăn đi chị. À. Trời hột ô phương. Để nhà. Mời ông bà cái tí. Giỏi. Cá rồi ăn đi con. Đó. À. Chấm cú cá luôn. Gấp miếng cá chấm ớt thần thánh. Quá chưa. Đấy. Vô. Mời cả nhà dùm bữa ăn. Cái chè này nó béo ha. Béo mềm. Gấp cá đi cô tí. Cô ăn cá gì gấp đây con. Qua. Chấm mua ớt canh chua này cũng mua ớt là thần thánh luôn. Bờ ớt này nó bên nay nó kêu quá tức. Đó quá rồi. Trời anh Lũ ơi, tại vì tưởng hồi chiều á tưởng mưa ớt á không có lấy lại á. Không lấy cái đồ cũ lại, không lấy lo lại tục khó. Ở đằng kia có anh nãy, hai anh nãy tục rồi đó. Cái chỗ đất trống đó, mình bắt hai cái chê trên cuộn đó. Mới ăn hồi nãy đâu có ăn vô nổi. Lọc canh chua này ăn thế nào cũng nổi rồi. Lọc cũng nổi lắm rồi. Bỏ bắp mềm hết rồi đó. Hôm bữa mình bỏ tao nó không mềm hết. Mời cả nhà dùng bữa với mấy anh em với hai đứa cháu nha. Bà. Giờ ít mũi ăn thôi là như đầu hôm là họ ăn rồi. Ăn đứng nhảy. hay là cắn mình no là nó vô hết à. Mình nhờ đóng lửa á. Không có lửa à. Bị vô có nổi.
đi kiếm câu không có nhiều nữa. Tại vì nước bây giờ nó đang kiếm nó lên rồi, bữa nay không ai xịt, bữa nay không ai xịt. Chỗ cái bọng mình hồi nãy mình dưới được hai con đó, bên đó có đó, đó nó lên đó. Chỗ cái bọng hồi nãy thay đó này, là hôm đi chắc có cá đó. Đó là con cá vô đúng rồi. Bữa nay phải chơi nè, giữ rồi bờ không bị ngon bữa. Cái chơi còn ở đó mới ngon. Bắt dính được một con nó đáng một con đó. Dính đáng thiệt. Cái này trắng xuống hả ta? Xuống hả? Bữa nay mới có mùng 6 à. Một hai hôm nữa. Một hai hôm đó là mày trắng sáng luôn á. Mình mua cái bình tròn á, bình tròn mình lấy tròn vuông á, tròn vuông bốn góc á, nó gọn nhưng mà nó xài hư nó bỏ nha, không thay nước từ đâu, bình khô á, không thay được cật bình luôn nữa, đúng rồi. Còn cái bình của mình thay nước, mình canh nước hoài được. Chứ mình xài hư mình bán lại được cũng được 100-200. 110 ngàn, 130-140. Mấy bình kia đâu có cái giá. Chứ mình tiết kiệm thì mình thay học lại có nhiêu tiền đâu. Mà thường thường cứ xài hư cứ bỏ không hiện á. Thường thường xài cứ bỏ. Rồi. Hư rồi bỏ. Hết pin hả? Còn không lấy đèn pin trong vỏ chú kìa. Cho ấy nó mượn. Lấy đèn pin trong vỏ chú à, cô tí. Lấy đèn pin trong vỏ chú, còn cái đèn pin xanh đó. Giờ này thì mấy anh em với mấy chú cháu rồi cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Giờ là tiếp tục chuyến cuộc hành trình thăm câu ha anh Lâu. Đi thăm câu cả nhà. Thăm câu lần thứ hai á. Thì lần sau thì cấm câu, sợ cái video nó hơi dài á, nên cái video sau thì em sẽ ghép lại chương trình thứ hai. Thì video của gia đình mình thì cũng hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Chào cả nhà.